nó khổ về chúng sanh mà giờ khen nó giác ngộ đó, cái đó là ngộ đó, cái đó cây của Phật thì nó chịu à, mà nói nó mê nó không chịu, nó khổ gì đó. Này rất là bức tượng bằng đá bằng gạch chứ có cái gì đâu, thầy về lại hoài vậy. Cũng là một cái hình thức mê đó thầy. Không, cái tượng thì nó khác, cái tượng thì tại vì nó biểu nó thờ để mình đó, là mình cũng có cái tâm bao nhiêu cái tấm lòng mình chú tâm vô đó nó khác. Vậy còn mấy ta, cái gốc cây gốc cối này người ta cũng bảo nhìn thấy cây bồ đề là biết Phật thành đạt ngay đó để nhớ Phật, thế thầy nói ra vậy, cũng là cái hình mà thật cái cây bồ đề mà bây giờ cái bồ đề thiệt của đạo tràng, bồ đề đạo tràng bây giờ đâu phải cái bồ đề của Phật còn thứ đâu. Thì nó chết chứ thầy, 2000-3000 năm rồi không ấy. Nó chết cũng phải có lý do nữa, bây giờ ông nói là tôi mới nói. Thường thường mà các thế gian này nó khổ lắm, ít cái người bình dân như ông á, bình dân như mọi người bình dân á, thì có khi nó dễ đồng vợ đồng chồng nha. Nhưng mà các vị vua chúa là dường như nó trái ngược 100% hết. Vợ của ông vua Asoka là vua Dục Vương, bà cho người đốn không còn một cái rễ. Chẳng những đốn mà bà còn cho bứng nữa đó, bà thù tới mức độ vậy đó. Tại vì cuộc đời vua Asoka coi như là lúc bấy giờ ông dồn hết cho cái đạo Phật. Sau khi ông ác, vua Asoka là một tên ác nhân mà dám giết cha giết anh để nó làm vua mà đâu có vừa đâu, vua Dục á. Nhưng mà không biết làm sao mà khi ông thống lĩnh được cái nước Ấn Độ thì ông lại quay về với Phật. Thành ra cái đạo Phật có những khi độ những con người đặc biệt lắm. Chứ còn thật sự nó không ông nào mà tàn ác vua Dục ghê lắm, tàn ác mà giết người một cách không vuốt tay mà đem à, binh chinh phạt mà. Có đắc thiên cũng vậy thôi. Không, bà Võ Đắc Thiên không đến đổi. Bà Võ Đắc Thiên, bà Võ Đắc Thiên không có đến, bà Võ Đắc Thiên bà tốt rất là nhiều, bà giết chỉ mấy quen quần thần mà gọi là nhu nhược thôi là hại bà thôi, chứ bà đâu có giết người đúng ta, bà đâu có giết người mà tàn sát đâu. Đến đó bà Võ Đắc Thiên là bà là vừa là một nhà đạo giáo học mà vừa là một nhà chính trị học đó. Còn à, cái vua A Dục ngày xưa giết người không rúm tay đi chinh phạt là cái gươm của ổng ở trên ổng sáng xuống một cái là đầu rơ máu đổ thay phơi. Vậy mà không biết sao cuối cùng ổng nghe danh Đức Phật, mà Đức Phật đã chập diệt mấy trăm năm rồi mà ổng ăn năn, mà thấy chưa ăn năn cũng đâu có kịp. Dầu là làm những việc rất tốt nhưng mà hãy cái nhân nào thì cũng phải cái quả đó thôi. Trời, ổng có bà vợ có bằng nó thù đạo Phật, có thù cái bằng thù thâm. Khi mà vua A Dục tin đạo Phật rồi là bà tàn sát, coi như lúc mà vua A Dục mà hết thời rồi là bà bứng gốc cây bồ đề, nói cái chỗ nào của Đức Phật là bà cây nào mà liên lạc tới Đức Phật là bứng gốc sạch hết. Thế sao những di tích người ta xây lại cho Phật đó sao bà cũng bứng được? Hả? Mà có nhiều di tích lắm, ông vua A Dục ông xây nhiều cái di tích cho Phật lắm mà. Bà bứng dẹp hết, nó còn mấy trụ đá không chứ không còn gì. Còn mấy trụ đá, kẹt mấy trụ đá lúc đó bà mới không nổi thôi, có nghĩa là bà mà nó hay nó cũng giống như nó vô tình mà không để ý thôi. Thật sự cuối cùng những cái gì vua Dục sai chỉ còn mấy trụ đá thôi chứ đâu gì đâu. Còn trụ đá không mà sao này, quân Hồi giáo nó quýnh một lần nữa đâu còn gì đâu. Nhưng mà mai là mấy cái trụ đá nó bị chém chặt ngang hoặc là bự quá chặt không nổi, nó vùi chôn rồi móc lên thôi chứ đâu còn gì. Sau này thì vua gì đó mới đi qua bên Tích Lan để xin lại một nhánh cái cây bồ đề, mà cây bồ đề mà của vua A Dục tặng đó, rồi xin lại đem về một nhánh đem về trồng rồi chiết cành lại thôi. Vì cái này nó có liên quan tới phần giới luật, là lúc bây giờ thì vua A Dục có hai người con đi tu, một vị là Tỳ Kheo Tăng, vị Tỳ Kheo Ni. Vua Sri Lanka đó, vua Tích Lan mới cho mời ông sư này qua để giảng đạo, qua hoàng cung giảng đạo, vì biết là con vua Dục thì mời qua hoàng cung giảng đạo. Thì mấy bà hoàng đó, mấy bà vợ vua trước đó mà vua đã băng hà rồi đó, rồi xin đi tu. Thì hoàng tử là Tỳ Kheo và gọi là Suhida gì đó, tên nó khó đọc, mới nói là tôi từ xưa tới giờ tôi đọc luật Phật chưa thấy cái luật nào mà Tỳ Kheo Tăng xuất gia cho ni bao giờ. Thôi thì tôi có người em gái cũng là Tỳ Kheo Ni, thì bây giờ các bà muốn đi tu thì các bà gọi là viết cái chiếu thư đi, cứ như là qua giống như đi mời tôi vậy đó, qua thưa với cha tôi, cho người qua thưa với cha tôi cho em gái tôi là Tỳ Kheo Ni qua đây làm lễ xuất gia cho mấy bà.
cái này nó liên quan tới kinh mà nó liên quan tới luật nữa, mấy trăm năm mà nó còn cái dấu tích đó. Thì khi mà cái cô tỳ kheo ni này được vua cha cho cái gọi là cái giấy thông hành hả, bác bò đó đi để mà qua đất nước Sri Lanka theo lời mời của Hoàng Thân Quốc Thích á, thì sẵn đó vua dột có chiết một cái nhánh lá, nhánh bồ đề muốn gửi gắm, chắc cái khiến cái điều gửi gắm gì đó, khiến gì coi như là thấy cái lòng tin của vua Sri Lanka hiện tại cũng như cái hoàng bà hoàng như vậy đó, thì vua dột mới nói thôi thì trước khi tỳ kheo ni đi, ta xin gửi một cái nhánh bồ đề để kỷ niệm, để vua này kỷ niệm vua kia. Thì bà tỳ kheo ni này mới đi mới cầm nhánh bồ đề qua trồng, nó sống, nó nhà nó khiến như vậy thôi, nó khiến cái lịch sử nó rõ ràng vậy nghe. Thì sau này khi mà tàn sát quân đạo Hồi, tàn sát hết của cái Phật giáo Ấn Độ, rồi sau thời của vua A Dục thì hình như mấy trăm năm sau hay sao đó, mấy là ông vua gì ông lên ngôi, giờ tự nhiên nói quên ngang rồi, ông mới muốn phục hồi lại kỷ niệm cái, nghe cái cây bồ đề, ông mới cho người qua Sri Lanka xin lại một nhánh đó chứ về trồng. Thành ra cây bồ đề hiện bây giờ, bồ đề đạo tràng bây giờ là thuộc đời cháu của cây bồ đề. Tập trí này chống gì không, đã đi qua rồi lại đi lại. Dạ, đi qua đi lại. Rồi lại bắt đầu san sẻ nữa nhiều lắm. Nên á, nếu bây giờ á, Phật giáo mình là canh tăng á, thì canh tăng luôn. Tương lai đây rồi, mấy ông thầy á, nếu mà bây giờ mà Phật tử mình nó hiểu ra hết, nó ồn mà nó không còn cái người mà cúng dường nhiều nữa là buộc lòng là mấy thầy coi như là phải có cái nhìn khác. Nè, tôi mới đọc sáng ở Việt Nam bây giờ Phật giáo mới báo cáo ngày hôm qua với chính phủ Việt Nam là có 18.491 ngôi chùa viện, trong đó có chùa viện luôn, mà tăng ni là có 54.773. Và đó là tăng ni, thí dụ khi nào mà được cái giấy chứng nhận thì mới tính đó. Dạ. Cái thời, cái năm của trò làm giấy đó, mà lúc đó đó là mới có 10.375, mà tôi nhắc lại con số đó, tôi không bao giờ quên được cái giấy đó đó, 10.375. Dạ. Mấy chục năm rồi. Vậy mà bây giờ, không, mấy năm mà tại vì thọ tỳ kheo đã lên mới được làm giấy đó. Phải thọ tỳ kheo mới được làm cái tăng tịch. Dạ. Không nhớ là tôi thọ tỳ kheo năm 95 thì 96 mới làm cái giấy đó được. Năm 96 tới giờ là bà 24 năm mà bây giờ đó, báo cáo là nước Việt Nam bây giờ có phải 60% triệu tín đồ. Thật sự con số dầu 60 hay 70 gì nó cũng thua xa. Tại trong cái hồi xưa, cái thời đời, các đời vua chúa, thời xa xưa, diễn viên dân ít, mà tín đồ 90% người dân Việt Nam là Phật giáo. Mà so lại bây giờ còn 60% được tín đồ là khoảng là 58 triệu tín đồ so với 90 triệu dân. Nhưng mà nói chứ tín đồ thiệt bao nhiêu? Thật sự tín đồ thiệt bao nhiêu bây giờ? Cái này nói tín đồ. Ví dụ một cái gia đình tăng tịch cũng được bao nhiêu? Còn nói không, mình nói là mình nói thấy nó đau. Nếu như tình hình mà 54.773 tăng ni chính thức, mà so lại còn mấy vị mà gọi là chưa chính thức, mà chưa chính thức thì nó là gọi là lậu đó, nó gọi là lòng vòng bên ngoài, ít nhất cũng là không có đâu giờ rẻ gì, ít nhất cũng 10-20 ngàn nữa thiệt hả? Chứ không có vừa, trời ông nghĩ nó đâu có vừa đâu, nó tùm đó. Thì đó vậy cho là cho thôi, mình cho là 60, như ông nói đi, 60 mà so là 90 triệu tín đồ, thì bây giờ mỗi một người quân bình, mỗi người phải có trách nhiệm gọi là độ đó bao nhiêu, thấy không? Cho nên giờ nó loạn tầm phèo. Nếu như mà tình hình kinh tế thế giới biến động, mà bây giờ mà ở nước ngoài này, bây giờ là coi như nước ngoài này là hiện bây giờ là mình thấy là họ nói là mấy bà già đâu còn đi cúng dường nữa được. Hồi xưa thay vì mấy bà còn đi chợ đi búa, mấy bà còn đi ra ngoài chợ Việt Nam, mấy bà còn gửi 100-200 đô. Bây giờ không có bà nào mà dám leo lên xe đi hết á. Cali bây giờ là coi như là án binh bất động, tát sạch bây giờ là con số bệnh tật cho nó lên dù. Giờ Cali tát sạch là 2 tiểu bang người Việt đông nhất. Như vậy rồi bây giờ, hồi xưa thì mấy bà mà chủ tiệm nail, chủ tiệm business cứ mãi là tội nghiệp muốn cầu phước mà,
bên nay dù gì cũng chủ tiệm mày cứ hạ làm có tiền tiếp, tiền bo, tiền này kia gom gom rồi xin thêm mấy cái người làm neo. Tiệm neo nào nó cũng có mấy cái thùng hết trơn á. Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên, Huế rồi giống như vùng miền mà. Lúc nào cũng có cái thùng để mà quê hương, đồng hương, các chùa quê hương. Mà nếu tình hình giờ mà nó kéo dài một năm nữa thôi thì sự thật là nó bắt đầu nó xuất đầu lộ diện nhiều thứ lắm. Nó loạn nhiều thứ lắm. Ngay ở Mỹ này tăng ni cũng loạn cái đường đó chi ở Việt Nam. Thì lúc đó bây giờ nó mới xuất đầu lộ diện là ai thiệt tu, ai không thiệt tu. Bởi vì cho nên bây giờ nếu tất cả tín đồ đồng loạt, đừng có mà đụng đâu cũng cúng, đụng đâu cũng lại nữa thì nó mới xuất đầu ra những bậc nhân tài. Còn bây giờ cứ cúng cứ lại hoài thì thành ra nhân tài thì không có mà nhân tai nó nhiều. Tại vì lý do là nó lộn xộn ở trong đó, mà mấy ông mà thiệt tu thì bị mấy ông ấy nó chơi điểu, nó nói xấu. Nó bị gì không giống nó nói xấu, nó tấn công chịu cũng không nổi. Thành ra cứ đi hùa theo một vuột. Thành ra nếu bây giờ mà cái nạn corona này mà nó kéo dài khoảng 1 năm, 2 năm nữa thì tội nghiệp cho dân. Chứ còn đúng ra thì nó sẽ quyết định nhiều việc, vừa đời mà cho tới đạo. Thì có mặt trái, có mặt phải của nó. Tại vì nhìn tại cái gì cũng vậy, tại có mặt trái thì có mặt phải. Trong khi mình suy nghĩ cái tài chánh của tòa Thái Vatican á, dù là mình không biết bao nhiêu, mình không nói số lượng được, nhưng mà cái số tiền quỹ của tòa Thái Vatican nó chi cả thế giới, nó có thể mua được một cái quốc gia nghe. Đúng không? Cái nào dư, nó dư như vậy đi. Mua được một hai quốc gia. Mà trong khi thống kê lại đó, ở Hoa Kỳ này chỉ có 3 cái tòa thánh lớn của Vatican thôi. Còn bao nhiêu là các cái tòa thánh là của các cái nhà thờ là của các nước, các cái cộng đồng của nước này nước kia. Chứ còn thực chất ở tại một hiệp chủng quốc Hoa Kỳ này mà chỉ có 3 tòa thánh của Vatican. Mà trong khi cái ngân quỹ của nó có dư mua những cái quốc gia lớn, nó dư mà nó... Nó thích đi lâu lắm này đại ơi, nó có hệ thống. Từ cái trường học của nó, từ cái giáo dân của nó, từ cái tiền cúng gần một lần đi là phải 10% tiền lương của thầy. Thầy làm 100 đồng, thầy cúng 10 đồng. Cái luật của nó như vậy đó thầy. Thành ra mình luật không tính là chết. Qua trò giảng có người nói Phật không có cấm dù khác, đúng. Phật không cấm. Sao không cấm? Nó Phật không có cấm vụ ca hát. Có chứ sao, có giới luật rõ ràng. Cái giới trong Sa Di đã có cái giới Phật cấm nè. Ngoài năm giới của Phật tử rồi thì Sa Di nó thêm nè: không được đeo vàng bạc ngọc ngà châu báu nè, là không được giữ của báu đó. Không được đàn ca hát sướng thì cố đi xem nghe nè. Không được so dầu thơm và các cái loại thơm ướp vào mình nè, khiêu gợi nè. Không được nằm giường cao rộng lớn tốt đẹp nè. Và không được ăn phi thời. Rõ ràng có cái giới đó, sao không có vậy mà cũng có người vô nó sọt, nó cãi lấy Phật không có cái giới đó, tôi sao không có. Tại vì thấy mấy chùa đọc là mời ca sĩ lên hát, thầy không biết đâu. Một lần đại lễ cái gì là mời ca sĩ lên hát. Cái đó ca sĩ hát á thì nó cũng không... Ơi, không sư lên hát luôn hay. Không, nếu mà như bây giờ bởi hôm qua trò có giải thích cái đó rất là rõ ràng ở trên mạng. Nhưng bác một cách triệt để, cái nào đúng nói đúng. Và cái nào sự thật nó là sự thật. Không có gì, bởi vì thật sự nó đã phơi bày hiển hiện ra. Thì liên quan tới cái vụ đó đó, trò có nói. Thí dụ như đàn ca hát sướng, người đời thì họ làm được, nhưng mà thí dụ hát đạo, đầu tiên thì cái vụ gây quỷ này chỉ là hát đạo thôi. Hát đạo là một, hát quê hương là hai. Theo thường thường chúng tôi hát đạo, hát quê hương, ca ngợi về cha mẹ là ba cái việc này là chính đi. Đùng một cái bắt đầu cái hết bài, hồi viết bài không kịp, cái là mấy ca sĩ nó học thuộc lời không kịp, bắt đầu nó lên hát yêu đương. Rồi từ yêu đương đó cho nên mấy ông nhạc sĩ nó viết nhạc quay trở lại, nó mới mượn cái bản nhạc đó, nó soạn cái lời của đạo thì cũng là cái điệu nhảy nhóp như vậy, riết thành nó hết hay. Ví dụ ngày xưa á, hát những cái bài nhạc như việt đạo như từ ngày xưa cung thành ca tỳ la về tất đạt đa thái tử con vua tịnh phạn, là những cái bài đó nó rất là im dịu để nhắc lên cái lịch sử Đức Phật. Đó là những cái bác đầu chế tiên về đạo đó, thì đâu có chuyện gì để nói. Bây giờ tự nhiên là chế lời những cái bài, chế mà chế riết nó nghe không có được.
chứ mà phải chế, mà chế nghe nó được, nó đúng chánh pháp thì mình đâu có chuyện gì để nói. Rồi cái đám ca sĩ thì nó cần nó nhảy nhót, nó phái nhảy, mà nhất là cái đại nhạc hội của Phật á, thì của đạo thì nó đông hơn. Nó thành ra bây giờ trò trả lời nó rất dứt khoát. Cái chuyện đó người đời họ ca hát mình không nói. Và thứ hai nữa, vì lý do bên Mỹ nó buồn, nó không có cái thời giờ như ở Việt Nam, thì thôi lâu lâu có chùa nào đó họ tổ chức họ gây quỹ, thì vừa tới đó để ăn, để gặp bạn bè đồng hương, để xem nghệ sĩ hát, thì cái đó không sai. Cái đó thì như là vừa giúp cho người ta, nhưng mà cái thiệt tâm á thì không có. Thiệt tâm mà vì đạo, bởi vì ta đây là vui vui. Thứ hai nữa đó, cái vụ mà ngày xưa, thí dụ như các mỗi thầm ở Việt Nam hay tặng cho các chùa những bức tranh như chùa Một Cột và chùa Thiên Mụ và sông Hương và núi Ngự, hay là những cái bức tranh đồng quê Chân Trâu, hay là những cô gái gánh mạ đồ, thì ở lúc đó thì để thể hiện cái lòng của dân tộc, thì những cái bức tranh người ta thiêu như vậy, bây giờ mình bán thì thay vì các cái người có tiền họ lên họ đấu giá họ mua để họ về họ treo, nó có ý nghĩa. Họ treo trên nhà họ để nó bức tranh nó cái nghĩa. Bây giờ á, làm riết rồi đem Phật đi đấu giá, mà bức tranh á, bây giờ họ đấu giá Phật họ đem về họ không biết họ để đâu hết trơn á. Thậm chí á, họ đem mà bỏ trong xó bếp á, bây giờ không có chỗ để, Mỹ nhà nào nhà nấy để trong phòng ngủ thì họ sợ tội vợ chồng, thờ thì giờ thờ ở đâu, có khi phải bỏ trong cái kẹt. Biết bao nhiêu người hỏi trò cần mấy bức tranh đó họ cho nữa đó, thấy không, rõ ràng. Mà trong khi đó lúc đó đem lên đấu giá thì người nào cũng muốn mình có tên tuổi, bức tranh không có đó ra đám ôn gì hết trơn á, đơn giản sơn mài gì đó thôi, từ 500 ngàn 2 ngàn 5 ngàn 10 ngàn. Mà cái thằng cha Diệt Thảo là cái miệng nó dẻo nhất, rồi tới con Hồng con Gián Ngọc, rồi tới con cha Nam Lộc, là mấy cha này là kiếp sau là quỷ sứ, nó cũng cắt lưỡi, nó cũng nó cũng giả từ mấy bọn. Từ thiện mà sao cắt lưỡi này? Không, bởi vì cũng lời lẽ cũng nói để nói từ thiện mà cái này để mua, để người ta mua để ủng hộ chùa thì biết từ rồi, nhưng mà tại sao các vị là trí thức thì các vị không cản, không cản gì là thí dụ như, nhưng mà nghe nói có một lần cô Hương Lan á, cô Hương Lan cũng thẳng lắm á, Hương Lan giàu là con của đạo, con của ông Vũ Phước á, cổ là dầu là cổ khác đạo, nhưng mà nghe nó cổ hát ở đâu mà đem nó ra là cổ không chịu đó, cổ không chịu làm cái điều đó. Tính ra Hương Lan một người nghệ sĩ rất đàng hoàng rồi nha, thì đạo đó bất cứ đạo nào là cổ dứt khoát, cổ chống nhiều đó, cũng có nhiều nghệ sĩ ta chống ta không chịu, nhưng mà cũng có nhiều người phái nổi danh cho nên phải dùng hết nước bọt ra, thì cuối cùng nghiệp với nghiệp nó gặp nhau. Thành ra bây giờ cái chuyện mà vấn đề gây ma, gây quỷ, gây hội gì đó không sao. Cái đó là chuyện đó, giúp cho đồng hương vui cũng không sao. Nhưng mà trò có lời đề nghị là đừng có đem Phật ở đấu giá nữa. Tội lỗi dữ lắm, trong giới Bồ Tát là không có cho vấn đề đó. Nhưng bây giờ cũng có mình nói cho nên cũng bị chúng nó ghét nữa. Cũng kêu chừng nó chửi, nó chuẩn bị nó chửi tôi nữa đó. Tại vì mình nói cái gì sự thật thì nó ghét. Mà ngộ với người ta. Bây giờ tôi hỏi ông cái nhà bây giờ cứ đấu giá Phật rồi Phật tử nó mua thì nó để đâu? Ở Mỹ đâu phải như Việt Nam mà thờ có chỗ thờ, không có đốt nhang. Bởi Mỹ này ai cũng sợ đốt nhang, mà mấy thầy làm vậy đó thì nói nhiều cái, bởi vì cho nên nó cũng khó. Nhưng mà hôm qua thì ông hỏi chứ thầy có dám trả lời, tôi trả lời sẵn sàng. Đã chấp nhận trường cái mặt ra thì giờ còn gì sợ ném đá. Nhưng mà mình nói rõ ràng, nói phân đôi, ngài thấy tôi nói đúng không? Trò không bài bác cái chuyện gây quỷ, gây hội gì, lại nhạc hội gì hết. Ăn cơm chay gì cho người ta, thay vì ta buồn đồng hương mình bên đây không có thời giờ gặp bạn bè, thì thay vì ở chùa gây quỷ, bán vé, ta mua vé, ta tặng bạn bè ta cũng được. Tới ngày đó gặp nhau, ăn là có ca sĩ hát cũng được. Nhưng mà thứ nhất là không được đem Phật đi đấu giá. Thứ hai là bớt cái vụ mà hát những cái bài hát mà gọi là nó quá đời. Hát quê hương được, hát mẹ được, hát Phật được, thiếu gì bài mà đem đi hát đời thì coi nhảy nhúng. Nếu như vậy đó, thì lúc đó phải thỉnh tượng Phật đi chỗ khác, hoặc là kéo cái màn ngang, đừng có để ông Phật mà rồi ca sĩ đứng nó ẹo trước mặt ông Phật coi không có được. Dầu là Phật tượng, dầu là cái hình ảnh Phật tượng. Cho nên bây giờ trò trả lời, trò không có sợ hãi. Cái gì đúng mình nói đúng,
kiểu như là bà Hữu biết ngày hôm kia có ông Phật tử ở bên Tennessee, ổng tội nghiệp, ổng tha thiết mà không dám gọi, ổng chỉ nhắn tin, rồi mình thấy tin nhắn rồi về trả lời nữa, nó mất cái thời giờ thôi thì gọi cho nó rồi, rồi mới gọi lại. Đang làm mệt vô uống nước rồi mới coi điện thoại có ai không. Gọi thì Phật tử rất là tế nhị, họ nói câu mà trò rất là cảm động, mà thà trò quý như người như vậy đó, muốn xây dựng bằng cái tinh thần, bằng cái trí thức, bằng cái tấm lòng. Nói là thầy con biết là thầy cũng có nỗi uất ức, con đàn ông như thầy thì con mới hiểu được cái tánh đàn ông của mình, và con cũng có đi nhiều chùa con biết. Nhưng mà bà xã con thì bà hơi buồn là cái tối ngày thầy cứ nói chồng chán, chồng chê, chồng chết hoài. Bà ông nói nếu một ngày nào đó anh mà chết trước tôi thì tôi không dám đi chùa nữa, tôi đi chùa nghe ông ai ông ngạo vậy đó. Thì trò cũng xin lỗi, trò phân tích. Thật sự nhưng mà trò rất là thôi thì đạo hữu nói vậy đúng. Tại vì thật ra tôi cũng có nỗi hụt hẳn cái tinh thần của tôi vụ này nhiều.